Thầy xin chào chú Minh. Xin chào bạn Luật. Ta chờ chút mọi người vào sau hôm nay chủ đề chúng ta là giải thuật Floyd. Rồi, thầy chào Vũ Huy. Lần thứ ba gặp Vũ Huy trong ngày. Ta chờ một chút đợi mọi người vào nhé. Xong rồi thầy trò mình sẽ bắt đầu. Thực tế Vũ Huy chán lắm rồi đúng không? Rồi thầy đây Trường Sơn đã vào, Chiến cũng đã vào. Rồi ta có 6 bạn rồi, hãy chờ một chút nữa. Mọi người vào xong rồi thầy chồng mình tiếp tục. Hôm nay thầy chồng mình học muộn muộn tí nhé. Okay, thầy đặt thời gian đến tận nửa đêm. Và thầy hỏi chồng mình thao hồ cốt. Hôm nay thầy tối tầm ca này là thầy rỗi rồi. Tức là rảnh rỗi chứ không phải là rỗi các bạn này. Tức là đến ca ca này là thầy hết việc rồi. Còn đêm thầy cùng các em để chinh phục các cái giải thuật mới về đồ thị. Đó. Còn một số bạn là chưa vào nhỉ, Thuận Thiết chạy đâu hết rồi. Có Trường Sơn này, Chu Minh này, Vũ Huy này, Chiến này, Phát và Luận. Cái nội dung lớp nâng cao của mình học thì ta sẽ cố gắng học xong phần đồ thị, xong còn một phần xử lý sâu nâng cao nữa để ta sẽ học. Còn sau cái đợt đấy nếu chúng ta tiếp tục học thì ta lại mở rộng các cái chuyên đề chuyên sâu hơn nữa. Ở cái mức độ mà thầy trò mình đang làm đang dao động ở cái nội dung thi học sinh giỏi cấp tỉnh, và với cái mức đó tới thời điểm này nếu mà các bạn nắm được toàn bộ các nội dung mà thầy trò mình đang học rồi thì các em thi hoàn toàn có thể phát huy được ấy. Trong cái giờ thi thì các em hoàn toàn có thể có được cái kết quả rất tốt trong cái đợt thi. Rồi, có bạn Thành cũng đang mới vào. Trong quá trình code thì các em cũng cố tải cái file bài giảng từng từng buổi nó update rồi thì qua từng bài các em sẽ cố gắng là lưu trữ nó lại, tổ chức lưu trữ ở trong ổ D nhé.
Đô thị trong cái đẹp đẹp một tí nữa. Rồi ta bắt đầu các em nhé. Để thầy chia sẻ lại màn hình này. Để đóng cái cửa lạnh quá. À, bây giờ thầy xin chào các em ở buổi học ngày hôm nay trong cái nội dung của buổi thứ 28, 29 gì đấy. Thì thầy trò mình sẽ tiếp tục theo cái khung chương trình đề ra. Tới thời điểm này đã có 7 bạn vào quyền để thầy tranh thủ điểm danh đây. Chứ cô Kiều Anh xuống này nhắc à, tại sao chưa điểm danh các em. Chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ quay sang với một cái bài toán, cũng với cái bài toán là tìm đường đi ngắn nhất. Trong đó cái cụ thể cái bài toán nó như sau. Chúng ta sẽ có một cái bài toán là nếu như ở cái các cái bài toán ở buổi học trước chúng ta đã được học giải thuật Fourierman và giải thuật Dijkstra để tìm được giải thuật Fourierman tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T. Giải thuật Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái giải thuật mới để tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh. Đấy. Tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh. Đấy. Giữa mọi cặp đỉnh tức là như thế nào? Tức là nó giống như là các bạn áp dụng giải thuật Dijkstra với đỉnh thứ nhất. Thầy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến tất cả các đỉnh còn lại. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến tất cả các đỉnh còn lại. Từ đỉnh 3 đến tất cả các đỉnh còn lại. Từ đỉnh 4 cho đến đỉnh thứ n. Vậy thì ta cảm giác ngay rằng cái bài toán của chúng ta hôm nay là bài toán áp dụng giải thuật tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1, từ đỉnh thứ y đến các đỉnh còn lại trên đồ thị. Đấy, đó chính là cái bài toán hôm nay chúng ta sẽ gặp phải. Thì khi gặp một cái bài toán đồ thị thế thì chúng ta sẽ tiếp cận nó theo cái tư tưởng. Ta hoàn toàn áp dụng theo tư tưởng thứ nhất là tư tưởng của giải thuật Fourierman. Ta for i for j, sau đó ta gọi giải thuật Fourierman với đỉnh i j để tìm đường đi ngắn nhất từ i đến j. Về trong đó ta for đuổi giống như sắp xếp nổi bọt đấy. Đấy. Và tí nữa thôi, tí nữa ta sẽ code ở phía dưới luôn để cho mọi người quan sát. Cách thứ hai ta áp dụng giải thuật Dijkstra và cách thứ ba ta áp dụng một cái giải thuật mới tên nó là giải thuật Floyd nhé. Vậy thì để bài toán của chúng ta đặt ra là như thế này. Cho một cái đơn đồ thị có hướng có trọng số gồm có v đỉnh e cạnh, tức là ta gồm có tập gồm có n đỉnh m cạnh. Yêu cầu của bài toán là đi tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị. Đấy, đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị. Ở cái bài toán này thì trước khi thầy giảng ở bài này thì bạn nào đã học giải thuật Floyd rồi thì các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa học giải thuật Floyd comment cho thầy số 0 để thầy biết. Các bạn chờ thầy một giây để thầy đi kiếm cốc nước.
Ta bắt đầu các em nhé. Thầy đã đi nạp năng lượng. Chiến Chu Minh, Trường Sơn, Phát. Còn các bạn còn lại thì sao nhỉ? Vũ Huy. Em đã học giải thuật Floyd chưa? Ôi trời, Vũ Huy comment ngay đi số 0, thầy buồn quá. Em phải comment 0,1, 0,2, 0,3 nó mới ngầu chứ. Rồi thì như vậy thì hôm nay thầy trò mình sẽ giải thuật Floyd này để nó giải quyết cái bài toán này. Mới nghe lần đầu à. Được rồi, vậy thì thầy trò mình cũng sẽ bắt đầu từ đầu nhé. Các em sẽ tiếp cận nó theo giống như một cái bài toán bình thường, là bài toán cho một cái đồ thị. Bây giờ chúng ta là cho một cái đồ thị gồm có n đỉnh, m cạnh. Bây giờ thầy lấy một cái bài nào đó thầy có cái đề vào phát. Nói bài nào cho n đỉnh mở cạnh cho một cái đồ thị có hướng không nhỉ? Bài tập áp dụng. Thì có lấy cái đề bài này, các bạn chờ thầy sửa một tí để cho các em hiểu rõ đề nó cho cái gì và cần tìm cái gì cho nó dễ. Ta có một cái bài toán như này. Thầy sửa lại cái đề này nhé. Đợi các bạn chờ đây một giây. Bây giờ ta cho một đơn đồ thị có hướng gồm n đỉnh và m cạnh. Bây giờ James thì sẽ thực hiện tìm. Cho ông James cần tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh S và T. Đấy, tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh S và T trên đồ thị đã cho.
tìm đường đi ngắn nhất. Trên đồ thị đã cho. Giải thuật này, giải thuật Floyd. Gồm N đỉnh, M cạnh. Không phải cạnh mà M là cung. Bởi vì đồ thị có hướng thì cạnh nó được gọi là cung. Còn cạnh là nó là đồ thị vô hướng. Trong đó CUV là trọng số. Có thể chế biến ngay từ một cái bài có sẵn thành một cái bài này. Trong cái bài giải thuật tìm đường đi ngắn nhất thì có hai cái ta cần quan tâm. Cái quan tâm thứ nhất là trọng số, cái quan tâm thứ hai đó chính là cái đường đi. Vậy thì tí nữa ta sẽ đưa ra đường đi, đưa ra trọng số hoặc là đường đi nhé, thì tùy theo nhu cầu của bài cụ thể thì ta có cái giải thuật Floyd. Để zoom nhau to một tí để các em cùng quan sát. Đây là đề bài. Rồi, với cái công việc như trên thì thầy trò mình sẽ thực hiện với cái bài toán cụ thể của chúng ta như sau. Bây giờ chúng ta cho một đơn đồ thị có hướng gồm có N đỉnh, M cung. Trong các cần tìm rồi. Bỏ chữ trong các đi, các thầy từ đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị đã cho. Vậy thì cái giải thuật Floyd này nó để sử dụng là tìm đường đi ngắn nhất trên mọi cặp đỉnh của một cái đồ thị. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Bây giờ ta sẽ tóm tắt lại bài toán. Bài toán của ta nó là một đơn đồ thị có hướng. Tới lúc này thì thầy cũng nhấn mạnh lại với các bạn rằng là một đồ thị được gọi là đơn đồ thị khi và chỉ khi nó không có cạnh song song và không có khuyên. Không có khuyên. Khuyên tức là xuất phát từ một đỉnh, không đi qua đỉnh nào mà lại quay về đúng đỉnh đấy, thì nó được gọi là khuyên. Vậy thì một đồ thị như bên phải này nó được gọi là một đơn đồ thị. Nó không có khuyên và không có cạnh song song. Cạnh song song là gì? Cạnh song song đó là cái cạnh mà xuất phát từ đỉnh này đi đến đỉnh khác và không đi qua đỉnh trung gian. Và nếu một đồ thị mà có hai cạnh như thế này thì hai cạnh này được gọi là hai cạnh song song trên đồ thị. Chứ không phải nó song song như trong toán học đâu. Xuất phát từ một đỉnh đi đến đỉnh khác, nhưng mà hai cái cạnh này là khác nhau thì đồ thị đó được gọi là đa đồ thị. Thì đồ thị mà không có cái cạnh màu đỏ như thế thì được gọi là đơn đồ thị. Rồi bây giờ thầy cho mình bắt đầu quay ra bài toán. Cho một cái đồ thị có hướng có trọng số và có N đỉnh, M cạnh. Với cái bài toán trên thì ta sẽ thực hiện là yêu cầu là tính tất cả cái khoảng cách từ một khoảng cách từ đỉnh U đến đỉnh V, trong đó DUV là khoảng cách đường đi ngắn nhất giữa đỉnh U và đỉnh V. Vậy thì ở chỗ này để thầy cho cái thằng giải thuật này xuống dưới. Thì tiếp cận với cái bài toán như thế này thì các bạn luôn nghĩ ra có ba cái ý tưởng cơ bản mà chúng ta có thể tiếp cận được. Ý tưởng thứ nhất,
Lẽ thì tạo theo cái bảng này chấm ngang đi cho nó dễ nhìn. Thì các em sẽ nhận thấy rằng bởi vì bài toán của chúng ta đã sẽ thực hiện yêu cầu là yêu cầu là tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị. Đấy, thì khi đó ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc là hôm trước học giải thuật Feynman thì ta sẽ tìm được đường đi ngắn nhất từ S tới T. Đấy. Vậy thì ta tổ chức một cái thủ tục Feynman để tìm đường đi ngắn nhất từ S cho tới T, có thể lưu truy vết hoặc là lưu trọng số. Thì khi đó ta nhận thấy rằng trên đồ thị của mình ta có các đỉnh y chạy từ một đỉnh đến đỉnh n. Vì thế mình chạy đến đỉnh n trừ 1. Mình duyệt qua tất cả các cái đỉnh j. Thế đây thầy gọi nó là đỉnh S đi. Duyệt qua tất cả các đỉnh T từ đỉnh 1 cho đến đỉnh n từ đỉnh y cộng 1. Đấy, thì bởi vì trừ nó đến chính nó thì đường đi nó bằng không rồi. Thì khi đó ta sẽ đưa ra thầy gọi về giả sử thầy tổ chức cái thằng Feynman là nó trả về đường đi ngắn nhất từ đỉnh S, đường đi ngắn nhất từ S đến T ra. Đấy. Thì tới đây thì ta nhận thấy rằng bản thân thằng giải thuật Feynman ở trong đó mình đã for 3 vòng cật lực rồi. 3 vòng hay 4 vòng ấy. Thì khi đây thì với tư tưởng như thế bây giờ ta thêm for 2 vòng chỉ số ban đầu nữa thì dẫn đến là cái giải thuật này nó có quá chi là tệ. Và rõ ràng nó áp dụng được một cái tư tưởng đó là nếu tổ chức được một hàm để trả về đường đi ngắn nhất từ S đến T thì khi đó mọi cặp đỉnh trên đồ thị đó là các cái đỉnh Y và đỉnh Z sẽ đuổi nhau. Đấy. Đỉnh Y Z sẽ đuổi nhau. Trên thực tế thì ta có thể đường đi ngắn nhất từ 1 đến 3 và từ 3 để về 1 nó cũng có thể khác nhau vì nó là đồ thị có hướng. Nên nếu mà cần thiết, không phải cần thiết, ta có thể for như thế này, duyệt qua tới mọi cặp đỉnh kiểu như thế này. Khi đó đường đi từ đỉnh đó đến chính đỉnh đó nó bằng không thì mình cũng không sợ. Vậy thì mình duyệt mọi cặp đỉnh trên đồ thị. Với mỗi cặp đỉnh ta sẽ gọi giải thuật Feynman một lần. Và điều đó ta nhận thấy rằng nếu tổ chức giải thuật Feynman tốt thì cái việc xây dựng đồ thị của mình, xây dựng mảng trạng thái của mình tốt thì ta hoàn toàn có thể giải quyết được bài toán bằng cái giải thuật Feynman với cái bài toán là tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh trên đồ thị. Nhá. Đó là ý tưởng thứ nhất. Tuy nhiên việc cài đặt ý tưởng như thế này ta hoàn toàn có thể làm được. Đấy là cái ý tưởng thứ nhất. Với cái ý tưởng này thì thầy trò mình sẽ biến đổi khá cần lực đấy. Và các em hoàn toàn có thể cài đặt được. Ở trong lớp thì thầy nhìn thấy là có một vài bạn có thể cài được ngay cái giải thuật này. Giải thuật Feynman ở phần trên mình có rồi. Mình tổ chức nó vào chương trình con. Đây, giải thuật Feynman mình có đây rồi. Mình có khuôn mẫu của giải thuật Feynman để tìm đường đi ngắn nhất đây rồi. Đấy. Đấy thì khi đó cả cái giải thuật Feynman của mình sẽ cài từ cái thao tác chuẩn bị rồi cái đoạn Feynman để theo nguyên lý tối ưu Feynman để cập nhật đường đi ngắn nhất từ đỉnh U đến đỉnh V. Đấy. Là từ đỉnh S cho đến đỉnh V là ta cập nhật được mà tổ chức nó thành một hàm tất cả trong một nhé, ordinal. Rồi, như vậy thì ta sẽ thực hiện đâu rồi nhỉ? Để phải chia sẻ có thể nó chạy đâu mất rồi. Rồi, như vậy thì tới thời điểm này thì ta hoàn toàn có thể cài đặt nó theo cái tư tưởng đó là duyệt qua tất cả mọi cặp đỉnh. Ta tự gọi giải thuật Feynman để tìm đường đi ngắn nhất giữa các đỉnh này, sau đó đưa nó ra.
Khi đưa nó ra thì ta có hai thứ đưa ra, một là trọng số, hai là đường đi. Do đó ta có thể đưa trọng số và đường đi ra. Lưu ý rằng cái mảng chây nó sử dụng để lưu đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Khi ta thực hiện xong rồi thì ta phải khởi tạo lại cái mảng này để nó lưu lại đường đi cho giải thuật Feynman mới. Nên trong hàm Feynman để trả về đường đi ngắn nhất từ S đến T, nó bao gồm cả việc khởi tạo lại đường đi, cái bài khởi tạo lại mảng chây nhé, mà hôm trước ta đã dùng rồi. Giải thuật thứ hai mà chúng ta đề cập đến là ở trong phần 2, các em đã được hướng dẫn đến giải thuật Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T, từ đỉnh S đến mọi đỉnh trong đồ thị. Từ đỉnh S đến mọi đỉnh trong đồ thị. Đấy, như vậy thì ta quay về bài toán là ta áp dụng đi dạy đi cha. Đến mọi đỉnh trong đồ thị. Đấy. Và như vậy thì ta nhận thấy rằng nếu mà một đỉnh đi đến mọi đỉnh trong đồ thị, đỉnh 1 đến tất cả các đỉnh, đỉnh 2 đến tất cả các đỉnh, đỉnh 3 đến tất cả các đỉnh. Như vậy giải thuật Dijkstra của mình sẽ chỉ thực hiện cái công việc là duyệt đỉnh S chạy từ đỉnh 1 cho tới đỉnh N. Khi đó ta sẽ gọi giải thuật Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến tất cả các đỉnh còn lại. Ta gọi là đi tra từ đỉnh S thì ta thu được cái mảng D. Mảng D lưu đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 cho đây từ đỉnh S cho đến tất cả các đỉnh còn lại. Sau đó thì ta nhận thấy rằng là ta nếu mà người ta hỏi các cái trọng số, ta đưa trọng số hỏi với mỗi đường đi thì đưa các cái đường đi ra. Đấy. Thì khi đó thì ta nhận thấy rằng là đưa đường đi từ đỉnh S đến từ đỉnh S đến đưa đến đỉnh thứ nhất, đỉnh S đến đỉnh thứ hai, đỉnh S đến đỉnh thứ ba, đỉnh S đến đỉnh thứ tư để đưa ra được đường đi ngắn nhất, nó rất cài đặt cũng khá là ngoằng đấy. Nên việc tận dụng được cái mảng chây để đưa nó ra theo cái cách này cũng hơi khó. Và ta nhận thấy rằng với cái tư tưởng như trên thì ta thấy rằng nó dễ dàng cài đặt cho cái bài toán chính, nhưng với cái bài toán con của nó rất khó trong việc đưa đương nghiệm ra. Vậy thì cái ông Floyd ông mới nghĩ ra. Là ông Floyd chia sẻ với các bạn là ông là hàng xóm nhà thầy, ông sống từ thời này, ngày xưa, kiểu giống như thầy chia sẻ với các bạn học sinh. Đấy. Xin chào cô Nhung, hôm nay chúng ta đang quay trở lại cái giải thuật Floyd cô Nhung nhé. Vậy thì ở với cái bài toán 3 thì chúng ta mới bắt đầu sẽ thực hiện để cái chiều ngủ đau bụng vậy, không có trà sữa uống không à? Rồi bây giờ thì các bạn cùng nhận thấy như sau. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh và ta từ một đỉnh đến các cái đỉnh khác thì ta nhận thấy rằng ta có cái n đỉnh xuất phát. Vậy thì cái giải thuật Floyd nó sẽ thực hiện cái công việc là lần lượt cập nhật lại các cái giá trị. Đấy, thầy kéo nó vào đây để thì ở trong giải thuật này thì ta vẫn sử dụng giống như ở về phần trước, ta sử dụng cái thằng CEG là trọng số, CUV là trọng số, là chi phí để đường đi từ đỉnh U cho tới đỉnh V.
Thì về bây giờ cái giải thuật Floyd sẽ thực hiện cái công việc là tính tính toán lại cái đường đi ngắn nhất giữa các cái đỉnh, từ đỉnh U cho tới đỉnh V. Vậy thì ta sẽ thực hiện nó cái thao tác như sau. Bây giờ thì trong cái quá trình mình duyệt ấy, chỗ này thì ta duyệt tất cả các cái đỉnh nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n. Đấy. Và chờ đây tí nhé. Để thôi quá. Thì bây giờ ta gọi CUV là cái trọng tổng tổng đường đi ngắn nhất giữa đỉnh U cho tới đỉnh V. Thì khi đó thì ta nhận thấy rằng là với mỗi một đỉnh nào đấy, các bạn trở về bật công cụ vẽ đây, như hôm trước ta có, đây là đỉnh U, đây là đỉnh V. Đấy, thì với một cái đỉnh trung gian, đến cái mùa này thầy suốt ngày bị hát hơi buồn ghê. Bây giờ ta xét một cái đỉnh K với K nằm trong phạm vi từ 1 đến n. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh U đến đỉnh V thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là nó đi qua một cái đường tốt nhất trước đó, hoặc là nó đi qua đỉnh K. Sau đó nó đi từ đỉnh K đi về đỉnh V, hoặc là nó đi theo một cái đường đi zigzag khác, đó là gọi là nó đang lưu ở trong thằng CUV. Bạn chờ thầy tí. Ai dạ. Thì rõ ràng là cái đường đi ngắn nhất của chúng ta nó cũng sẽ cập nhật giống như ở trong cái công thức của thằng cái giải thuật Dijkstra ấy. Tuy nhiên trong giải thuật Dijkstra mình gọi DV là đường đi ngắn nhất. Rồi, trong Feynman cũng vậy. Thì về trong Feynman và Dijkstra của mình cũng đều có cái thằng DV là đường đi ngắn nhất từ đỉnh xuất phát cho đến đỉnh V. Thì ở đây cái thằng CUV nó đóng vai trò giống như thằng DV, thì nhưng mà nó thêm cái chỉ số U và V để thể hiện. Không biết có đứa nào đang nói xấu thầy không, hay hơi quá. Thì nó thể hiện cái đường đi ngắn nhất từ đỉnh U đến đỉnh V, vậy thì nó sẽ cập nhật. Buồn ghê. Và cập nhật min của cái thằng, tức là nếu cái thằng mà CUK cộng với CK KV mà bé hơn cái thằng CUV thì khi đó thằng CUV mới là nó sẽ đi theo đường này, và khi đó mình gắn DV bằng K để thể hiện rằng để đi đến đỉnh V ta đi qua đỉnh K. Đấy. Từ đó thì ta nhận thấy rằng là ta gọi CUV là đường đi ngắn nhất từ đỉnh U cho đến đỉnh V, và cái việc cập nhật hai đỉnh UV này ta cũng sẽ làm theo cái tư tưởng cũng giống như của thằng Feynman và của thằng Dijkstra, đó là cái đường đi tên ngắn nhất thông qua một đỉnh trung gian, nếu mà tốt hơn thì ta sẽ đi theo đỉnh đấy nhé, nếu đi tốt hơn qua đỉnh trung gian thì ta sẽ đi theo đỉnh đó.
Rồi, như vậy thì ta sẽ thêm cái đoạn giải thích hơi lòng vòng đây ấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng là ta sẽ vượt qua tất cả các cái đỉnh đấy, cứ với mỗi đỉnh ta sẽ thực hiện cập nhật lại cái thằng CUV, trong đó CUV đóng vai trò là đường đi ngắn nhất giữa đỉnh U cho tới đỉnh V, và cái quá trình này nó được cập nhật lại bằng cái cách là ta vượt qua tất cả các cái đỉnh. Đầu tiên ta for cái đỉnh K, đặc là cái đỉnh này này, tích nhóm về màu xanh. Ta for tất cả các cái đỉnh K, nó là cái đỉnh này. Đây là cái đỉnh nhà ta đang xét đây. Đấy, cứ với mỗi đỉnh K thì ta duyệt qua tất cả các cái cặp số UV. Đấy. Tất cả các cặp số UV. Và nếu mà cái đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V nào đó mà dài hơn đường đi từ đỉnh U qua đỉnh K rồi mới về đỉnh V thì chắc chắn rằng đường đi từ U tới V đấy sẽ đi qua đỉnh K. Hay nói cách khác, CUV sẽ bằng là CUK cộng với thằng CKV. Đấy. Nên ý tưởng của nó là như thế. Rồi, để từ ý tưởng đó thì bây giờ thầy cho mình, thầy khởi tạo code block. Phía bên kia các bạn khởi tạo code block luôn nhé. Để thầy cho mình cài đặt chương trình luôn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Dung thầy ghét cái thời tiết này, cái thời tiết tháng 10, 11, 12 đến tầm tháng 2 thầy mới hết cái hội chứng kiểu như xoang này. Mỗi lần xoang này mệt hết hơi rồi, hết hơi nhưng mà vẫn dạy các bạn thoải mái, các bạn yên tâm, sức thầy khỏe hơn voi. Rồi ta sẽ bắt đầu nhé, nói thế cũng mệt thật rồi. Lúc rồi bảo là bây giờ ta sẽ tầm nhìn cảnh là cùng. Vâng, cô Nhung, để mai mình sẽ thử mua viên thuốc dị ứng nữa, viên thuốc dị ứng. Rồi. Công nhận cứ thời tiết thay đổi nói chung rất chi là là rất chi gạt hơi sổ mũi suốt ngày mà rõ ràng mình khỏe thế này. À, có khoảng tầm 10 mũ 6, tổng trọng số khoảng tầm đấy là cùng. À, cái mảng là cái mảng hai chiều hôm trước để thầy thử chạy xem hôm nay nó có báo lỗi không. Hôm trước thầy khai báo cái mảng 1.000 x 1.000 nó chạy nó báo lỗi mới buồn đời, thì buồn thầy ớ nay nó lại chạy được này, chắc là do tùy máy của thầy. Có hôm trước thầy giảm xuống 700 nó mới chạy được. Rồi ta khai báo một cái mảng C lưu đường đi CUV. Lưu đường đi ngắn nhất từ đỉnh U tới V. Như vậy ta cảm giác như là cái giải thực Floyd này nó bao trùm cả thằng Forbelman và cái thằng Dijkstra.
Nếu như thằng Feynman tìm từ S đến T, Nietzsche tìm đường đi từ S đến mọi cặp đỉnh, thằng Freud nó sẽ tìm mà giữa mọi cặp đỉnh với nhau. Khai báo luôn cái mảng lưu vết đi, để tí nữa ta truy ra được luôn cái đường đi nếu mà cần, để tìm đường đi. Ngắn nhất giữa một cái cặp đỉnh nào đấy, bởi vì ta có nhiều cặp đỉnh nên ta sử dụng một cái mảng hai chiều để lưu. Ta có đỉnh N, ta có N đỉnh, đẹp đấy con yêu. cái con chạy với Đức được không? Nờ đi mở cạnh. Bây giờ ta mới bắt đầu áp dụng cái giải thuật Floyd để thực hiện yêu cầu của bài toán. Cố gắng xong cái này thì ta sẽ theo giải thuật của lo khi nãy thì ta ban đầu thì ta thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các cái đỉnh K. Với mỗi đỉnh K thì ta duyệt qua tất cả các cặp đỉnh UV. Vậy thì thầy vừa ấn phím Ctrl với D. Đang nói đỉnh U. Duyệt qua tất cả các đỉnh V. Như khi double các bạn nhớ sửa cho hết nhé. Không chạy nó cứ làm vô hạn, buồn cười lắm. Rồi bây giờ ta nhận thấy rằng nếu đường đi ngắn nhất từ đỉnh U cho đến đỉnh mà lớn hơn đường đi ngắn nhất từ đỉnh U cho tới đỉnh K cộng với đường đi ngắn nhất từ đỉnh K cho tới đỉnh V, thì để chứng tỏ rằng cái đường đi bên ngoài thì nó mới là đường đi tốt hơn. Thì đường đi bên ngoài nó mới là tốt hơn. Vì đường đi bên ngoài nó là tốt hơn thì ở đây thì ta sẽ lưu, thứ nhất ta cập nhật là đường đi ngắn nhất từ U đến V. Rồi. Đây, cái thứ hai là ta đánh dấu rằng đường đi ngắn nhất từ U đến V sẽ đi qua đỉnh K. Từ U đến K. Tức là kiểu gì mình cũng sẽ nhảy qua đỉnh K. Rồi, quên. Đấy, giải thuật tư tưởng của thằng Floyd nó có mỗi thế thôi. Duyệt qua tất cả các đỉnh ở giữa, sau đó với mỗi cặp đỉnh xung quanh, nếu mà đường đi tốt nhất cho tới thằng K, nếu mà đường đi từ thằng U đến thằng V mà không tốt bằng đi từ U đến K và từ K đến V thì chứng tỏ là ta sẽ đi theo đường dưới và đánh dấu rằng nó đã có đi qua thôi. Wow, đẹp thế con trai của bố, đúng thật sinh nhật của con vẽ đẹp thật. Con thật là xứng đáng để bố dán ảnh lên trên tường nhá. Bố yêu con nhiều lắm, bố chẳng con yêu. Thằng bé cái nhà thầy. Rồi. Ở đấy cái anh quên ta chưa khởi tạo cái thằng bảng chơi.
quên tí nữa quên. À, ta bắt đầu ta khởi tạo CUV bằng V, trong đó V để là để thể hiện rằng là đường đi trực tiếp từ đỉnh U cho đến đỉnh V, à từ đỉnh U đến đỉnh V nó sẽ thiếu gì nhỉ? À, con đây đừng làm phiền bố không dạy các chị Con đi làm việc bố rồi. nhá, bố yêu con. Con yêu mẹ. Trong khi thầy đang hướng dẫn các bạn thì à, và của con đây đấy. Rất là vô pháp. Rồi, à, ta giả sử là đường đi ngắn nhất giữa các cái đỉnh U ba ngay từ ban đầu thì ta mặc định là cái đường đi ngắn nhất giữa đỉnh U với đỉnh V là đường đi trực tiếp, là ta ta xem nó là một đường đi trực tiếp nên ta khởi tạo thằng CUV bằng V. Khi đó ra tư tưởng của giải thuật Floyd của mình nó thể hiện ở cái chỗ này. Vượt qua tất cả các cái đỉnh K là cái đỉnh số 3 như khi đây thầy vẽ. Với hai đỉnh U và V cái đường đi của nó mà nào mà tốt hơn thì nó sẽ thực hiện cái công việc là cập nhật lại cái đường đi đấy, có mỗi thế thôi đấy. Vậy thì với cái tư tưởng như trên thì ta nhận thấy rằng cái mảng chây của mình sẽ sử dụng là để lưu vết các cái đường đi, và cái quá trình mà cập nhật thằng CUV thì nó sẽ cập nhật được cái tổng cái trọng số cái đường đi tốt nhất mà nó có trước đó. Trong cái quá trình làm thì mình nhận thấy như thế này, trên đồ thị ví dụ như thầy cho mình quay trở lại cái đồ thị đâu nhỉ, đây thì trên cái đồ thị này không phải mọi đỉnh nào cũng có đường đi trực tiếp với nhau, thì bởi vì ta nhận thấy như thế này, vì đồ thị của ta là một đơn đồ thị có hướng nên ta ta chắc rằng là không phải mọi đỉnh đều có đường đi. Trong trường hợp may mắn nhất là một cái đồ thị thật đẹp thì giữa các đỉnh nó đều có đường đi trực tiếp hoặc là gián tiếp tới nhau. Trên cái đồ thị này ta nhận thấy rằng cái đỉnh 2 này nó không đi đến được bất cứ cái đỉnh nào khác ở trong đồ thị. Đấy. Khi đỉnh 2 không có cái đường đi nào thì ta có thể đưa ra một cái giá trị là vô cùng, hoặc là ta có thể đưa ra một cái giá trị trừ 1 hoặc là giá trị none, hoặc là thông báo luôn là không có đường đi. Đấy. Tùy theo đề bài. Rồi ví dụ như ở cái đỉnh có đỉnh nào nữa không nhỉ? Cái đỉnh số 4 nó vẫn đi được tới 5. À đây cái đỉnh số 5 này nó cũng không đi được đâu nữa. Nó không có bán bậc ra, nó chỉ có mỗi bán bậc vào. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng cái đỉnh nào có bán bậc ra thì đỉnh đấy nó sẽ có nó có bán bậc ra, tức là cái cung đi ra ấy. Nếu mà cái cung đi ra mà có thì cái đỉnh đó thì mới mới có đường đi đến. Như vậy trên đồ thị này ta thấy có hai cái đỉnh, đỉnh 2 và đỉnh 5 là hai cái đỉnh nó không có đường đi đến những các đỉnh khác, chứ nói gì cái đường đi ngắn nhất. Đấy. Còn các cái đỉnh còn lại thì đều có cái đường đi ngắn nhất tới các cái đỉnh khác. Tuy nhiên ta nhận thấy rằng có một số đường nó có một số đỉnh có đường bán bậc ra nhưng nó không thể đi đến đỉnh khác được. Ví dụ thầy đang đi ở đỉnh số 8. Thầy không thể có một cái đường đi ngắn nhất đi lòng vòng thế nào để quay trở lại đỉnh số 2 được. Đấy, bởi vì thầy thấy rằng thằng 8 này nó đi được mỗi sang năm thôi. Đấy. Và như vậy thì cái trọng số của thằng C28 và C82 nó cũng đều là bằng INF, cái là một cái giá trị vô cùng lớn mà thầy đã khởi tạo ở bên trên nhé. Cái thằng số 4 này với thằng số 6 chẳng hạn, nó cũng không có đường đường đi. Vậy thì C46 nó bằng 0 nhưng C64 nó lại bằng 6 bởi vì nó có đường đi trực tiếp ở đây. Đấy. Thằng C35 nó có đường đi bởi vì nó C qua 4 sau nó qua 5, hoặc là nó qua 26, nó qua 4 rồi nó về 5. Nhưng mà thằng C53 thì lại không có. Đấy, như vậy ta nhận thấy rằng quá trình cập nhật thì nó cập nhật thằng CUV. Và bởi vì khi nãy mình for U và for V nó for có vai trò là như nhau. For U chạy từ 1 cho đến N, for V chạy từ 1 đến N. Nên vai trò của UV là như nhau. Do đó nó đã cập nhật tất cả những cái thằng CUV nào có đường đi đến với nhau.
Nếu có đường đi đến với nhau thì nó sẽ cập nhật đường đi ngắn nhất nhé, vào trong thằng CUV. Nếu không có thì thằng CUV của mình sẽ trả về cái giá trị mình khởi tạo ban đầu. Thì đây thầy khởi tạo nói như bằng này, một giá trị INF là 10.6 hoặc 10.9 gì đấy. Rồi về thầy cho mình tiếp tục nhé. Rồi sau khi thực hiện công việc trên xong thì bây giờ ta thu được cái việc là ta đưa kết quả của bài toán ra. Đây giải thuật Floyd của mình sẽ tính từ ở chỗ này, nhưng mà thôi thì ta cứ nếu mà cần quên mất. Không phải đây CUV đây mà thầy mảng lưu vết mà. Thầy hát hơi ba cái toang luôn. Này phải làm ngay mấy viên thuốc như cô Nhung bảo rồi chưa? Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện đưa đường đi ra luôn. Để đưa đường đi ra thì ta nhận thấy như thế này. Trong quá trình như mình vừa phân tích cái đồ thị đấy, nếu cái thằng CUV của mình mà vẫn bằng cái CUV của mình mà vẫn bằng cái gọi là cái giá trị khởi tạo ban đầu thì chứng tỏ rằng là không có cái đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T, đúng không? Còn nếu không thì ta sẽ đưa ra được đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T thông qua thông qua mảng chơi. Về như vậy thì với mỗi cái với mỗi cặp đỉnh start và một đỉnh với mỗi cặp đỉnh S và T thì ta hoàn toàn có thể đưa được cái đường đi giữa đỉnh này tới đỉnh kia. Và bây giờ các bạn muốn đưa bất cứ thằng nào ra thì ta cũng đưa được. Ví dụ như bây giờ trên đồ thị thầy muốn đưa một thầy cho một đỉnh S và một đỉnh T thì thầy hoàn toàn có thể đưa ra được đường đi của nó luôn. Vậy ta sẽ thực hiện, ví dụ như bây giờ thầy sẽ đưa ra một đường đi từ đỉnh S đến một đỉnh T nhé. Còn để đưa ra được tất cả các đường đỉnh S đến T thì ta sẽ for S for T thôi. Vậy thì bây giờ ta sẽ đưa một cái đường đi để nghĩ xem là đường đi bây giờ nó đang nằm ở trong mảng CUV, cái mảng chây. Rồi vậy thì thôi ta đưa nó ra. Nhưng mà còn cái trường hợp không có đường đi nữa. À rồi. Nếu trường hợp không có đường đi thì chắc chắn là cái thằng CUV của mình với UV là đỉnh đến và đỉnh đi. Đỉnh đến và đỉnh đi. Thôi về thầy lấy một cái đỉnh bất kỳ đi. Thầy gọi nó là đỉnh start đấy. Thôi đỉnh S đấy. Gọi là cho nó đẹp. Bây giờ thầy thử đưa một cái đường đi ra nhé. Nếu mà CST phải bằng cái thằng INS thì chứng tỏ cái đường đi này là chứng tỏ là nó không có đường đi. Để xeo ra trừ 1 nhé. Hoặc là xeo ra giá trị lần đi. không thật ạ. Thầy đang hướng dẫn giải thuật Floyd thật ạ. Thầy đang thử nghĩ em trong cái quá trình đưa ra cái đường đi từ S đến T, thầy đang gặp một chút vấn đề ở cái chỗ là nếu nó không tồn tại đường đi thì ta thông báo không tồn tại đường đi, ngược lại thì ta đưa các cái đỉnh ra. Rồi tóm lại ta đưa ra đỉnh ra cho nó nhanh. Tí nữa muốn đưa ra được mọi cặp đỉnh S và T thì ta for S for T ở bên trên nhé. Bây giờ thì với mỗi đỉnh đưa ra từ S đến T thì ta sẽ nó ra luôn đi. Bởi vì đi từ S đến T thì kiểu gì nó cũng phải đi qua đỉnh S. Đúng rồi. Vì nó đã đi qua đỉnh S. Chắc chắn nó đi qua đỉnh S rồi. Sau khi đi qua đỉnh S thì để đi ra được đỉnh S thì ta phải bước qua đỉnh trước nó. À đúng rồi. Bởi vì đỉnh trước nó đang nằm lưu ở trong thằng chây của thằng S với thằng T, là lưu được đỉnh trước thằng S. À rồi. Tóm lại là mình vẫn đưa ra truy vết như hôm trước thôi. Đấy. Và cái quá trình này chạy đi chạy lại
cho đến khi nào mà mình gặp đỉnh T thì thôi. À, vậy thì ở đây ta có chừng nào thằng S đang còn khác thằng T. À, mệt quá. Có thể cho mình cố gắng tua ra. Rồi thì ta đưa thằng này ra. Đến khi thằng S bằng thằng T thì ta giải thuật dừng, bởi vì ta đã truy vết xong. Thì trên đường đi của mình tại thời điểm này thì ta có một cái thằng mà mình chưa lưu à chưa đưa ra, đó là thằng T là đỉnh kết thúc của mình. Vậy thì ta sẽ thằng T ra. Rồi. Như vậy thì cái đoạn này là đoạn để đưa cái đường đi từ một đỉnh S đến được đỉnh với một đỉnh T được mà chỉ định. Các bạn để ý nhé, bởi vì trong một số bài thì nếu mà ta không áp dụng thằng Dijkstra hoặc là thằng Foreman ấy, thì khi áp dụng Floyd nó có một cái lợi thế là nó sẽ trả về được mọi cái đường đi ngắn nhất giữa các cái đỉnh S và đỉnh T. Nếu bây giờ với mỗi cặp số T với một bộ số S và T thì nó sẽ đưa ra được đường đi từ S đến T. Vậy với quy truy vấn với các cái cặp đỉnh ST khác nhau thì bây giờ ta chỉ việc cái công việc là for y chạy thêm 1 đến quy, ta thực hiện lặp lại cái từ dòng 23 cho đến dòng số 33 thôi, là để đưa ra được tất cả các cái đường đi từ các đỉnh SI cho tới đỉnh TI nhé. Ở đây là đoạn này ta đang thực hiện đưa ra một đường đi. Còn nếu mà liệt kê tất cả các đường đi ngắn nhất ra thì ở chỗ này các bạn sửa lại một chút. Ta này pha ta for S chạy từ đỉnh 1 cho đến đỉnh N. Chứ tự nhiên chỗ này thầy sử dụng cái biến S sao trông nó chán đời thế. Đấy, thì bắt đầu từ dòng 23 khi đấy thì ta gom nó lại rồi. Thì cứ với mỗi cặp đỉnh S và T ta sẽ thực hiện đưa ra tất cả các cái đường đi. Cứ với mỗi lần đưa ra một đường đi thì ta sẽ outline cho nó xuống dòng. Đấy. Vậy thì đây là với mỗi cặp đường đi nhé, thì ta sẽ làm như thế này. Tí nữa ta thử với một đường đi thôi, cho nó dễ để ta có thể nhìn thấy. Từ từ cái chỗ đấy thì ta nhận thấy rằng với khi mà ta gặp phải nhiều trường hợp và nhiều truy vấn ấy, thì với nhiều đường đi từ S đến T thì ta không nên giải thuật là không sử dụng thằng Foreman nhiều lần. Nếu mà có nhiều bộ ST ta không sử dụng Foreman nhiều lần mà ta nên sử dụng cái thằng Floyd này, nó lợi thế nhanh hơn nhiều. Và các bạn thấy code của Floyd nó có mỗi 4 dòng, à quên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có khoảng tầm chục dòng, rất dễ nhớ đúng không? Diệt qua tất cả các cái đỉnh, nếu với mỗi đỉnh trung gian K, nếu cái đường đi ngắn nhất đi qua đỉnh K mà tốt hơn thì ta cập nhật lại rằng để đi từ U đến V ta đi qua đỉnh K đấy. Và vậy thì ta gắn chây của thằng UV bằng chây của thằng UK đấy. Vậy với cái giải thuật flow như trên, nhắm mắt các bạn cũng có thể nhớ được đúng không? Nó có nhớ hơn, dễ nhớ hơn cả Dijkstra, dễ nhớ hơn cả thằng Foreman. Vậy thì với mỗi cặp đỉnh thì ta sẽ thực hiện đưa duyệt qua tất cả các cái cặp đỉnh S và T. Với mỗi cặp đỉnh S và T ta sẽ thực hiện đưa ra cái đường cái nếu có nếu không nếu có đường đi từ S đến T thì ta sẽ đưa ra đường đi từ S đến T. Còn nếu không có thì ta sẽ thực hiện quên, nếu không có ta đưa ra năn, còn nếu có thì ta đưa ra đường đi. Thế vậy thì có bạn hỏi bảo thưa thầy thế tóm lại cái trọng số nó nằm ở chỗ nào đúng không? Tóm lại cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất thì các bạn luôn hỏi ra câu hỏi trọng số của nó nằm ở chỗ nào, thì các bạn nhận thấy rằng trọng số của đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T thì nó chính là thằng CST thôi đấy. Do đó ở đây nếu người ta hỏi đường đi ngắn nhất thì các bạn đưa ra trọng số của nó là thằng CST ở đây. Còn nếu người ta hỏi đường đi
Phía nữa thì các bạn đưa ra đường đi. Ở đây là trọng số. Còn phía dưới này là đưa ra đường đi. Rồi, đó là với bài toán đấy nhé. Bây giờ ta sẽ quay trở lại chương trình chính của mình, phần đọc dữ liệu. Đọc dữ liệu thì bây giờ gồm ta vẫn đọc một đồ thị, các bạn chờ thầy một giây nhé. Tranh thủ để thầy... Ui giời ơi. Vậy các bạn cài đặt một tí nhé, chờ thầy trong lúc các bạn cài đặt. Thầy đi ra ngoài một giây, thầy sẽ quay lại ngay. Thầy bắt đầu.
Rồi, thầy chào các bạn. Thầy đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Thầy vừa trở lại. Rồi, thầy vừa gửi tới các bạn cái giải thuật Floyd trong bài, trong cái tư tưởng của cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh. Thì với cái giải thuật Floyd như trên, thì trong cái phần bắt đầu từ dòng 22 trở đi, đây là ta liệt kê đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh. Và ta vừa rồi thầy có nói đến, tóm lại cái thằng CST nó là cái gì? Là đường đi ngắn nhất giữa đỉnh S và đỉnh D. Với một bài toán đầu tiên, thầy cho mình áp dụng cái giải thuật Forbelman ấy, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến T ấy. Thì ta sẽ làm lại thằng một bộ số từ S đến T, thì ta sử dụng thằng Forbelman. Nhưng mà khi có nhiều bộ số từ S đến T thì ta sẽ sử dụng thằng Floyd nhé. Và như thế thằng Floyd của mình nó rất thuận lợi. Và sau khi các bạn sử dụng Floyd xong thì ta thấy hóa ra thằng Floyd này dễ dùng hơn cả thằng Dijkstra với thằng Forbelman, đúng không? Và sau khi chạy xong Floyd nó cũng vẫn thu được hai thứ. Một là trọng số tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T bất kỳ. Cái thứ hai là đường đi. Đấy, đường đi giữa các đỉnh S và T. Và từ từ đó thì các bạn sẽ có ngay được cái, để đây không biết share bên này, để share bên này. Sau khi đưa xong cấu hình thì xuống dòng. Rồi share bên này thôi, trong này quên mất. Rồi bên này luôn đây. Như vậy tới bây giờ thì thầy trò mình sẽ quay sang với cái đồ thị của chúng ta. Đã thực hiện là bước 1 là khởi tạo để quy định, mặc định rằng cái đường đi ngắn nhất giữa các đỉnh là cái đường đi trực tiếp. Do đó ta đánh dấu rằng để đi từ U đến V thì ta sẽ đi trực tiếp cho tới đỉnh V. Ta đánh dấu luôn rằng đó là đường đi trực tiếp. Rồi. Sau đó ta duyệt qua mỗi mặt, với mỗi bài bình thường, ví dụ như bây giờ thầy cho cái thằng này ẩn đi để thầy lấy một một test đây nhé. Thầy lấy một bộ test để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T thôi. Tóm lại thầy chỉ cho một cặp ST, thay vào thêm cái đỉnh ST là đỉnh start, T là đỉnh đến. Rồi bây giờ ta đọc dữ liệu, bắt đầu xây dựng đồ thị giống như ở các bài toán trước. Đầu tiên thì ta có đỉnh M, đỉnh N. Các cái bài toán ở mức độ nâng cao, kể cả khi đi thi, các em nhớ nhớ là ta phải làm việc với tệp nhé. Một số các bạn học sinh thấy thấy rất hay cái kiểu sọc sọc cái thằng này, sau đó chạy chương trình rồi lại ngồi nhập nhập bằng cơm, tức là chạy bằng tay đấy, mất rất chi là nhiều thời gian. Trong khi cái câu lệnh này thì ta chỉ gõ tí là xong đấy, có mỗi thế thôi. Hôm nay lòng thể bất an quá. Ta có N đỉnh, M cạnh. Thôi về ta thêm này. Ta lấy tạm một đỉnh nhé, để thầy tìm xem được một đỉnh ST. Trong tí ta for tất cả thằng ST ta đưa ra. Bắt đầu thì ta sẽ thể hiện rằng là cái đường đi ngắn nhất giữa giữa mọi cặp đỉnh là bởi một cái giá trị vô cùng lớn. Cái giá trị vô cùng lớn này thể hiện rằng ban đầu giữa các đỉnh chưa có đường đi, hay là cái khác mình chưa xây dựng đồ thị. Cũng giống như ở cái bài hôm trước, thì ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh. Ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh V.
Để ta thực hiện. Và ta cắn C của thằng UV. Các bạn nào bay màu ra ngoài này bắt đầu với bạn rồi. Ta tấn công thì bình thường này. Về bởi một cái giá trị vô cùng lớn để thể hiện rằng giữa thằng U và thằng V chưa có đường đi trực tiếp. Bởi vì cái đồ thị này nó không có khuyên, tức là không có đường đi nào xuất phát từ nó đi qua, không đi qua đỉnh nào lại quay về chính nó. Nên cái thằng CU có giá trị bằng không. Đó chính là cái thằng D của đỉnh xuất phát bằng không ấy. Nếu hôm trước mình có thằng DS đấy. Rồi vậy sau khi khởi tạo xong thì bây giờ mình mới bắt đầu đọc dữ liệu. Thì đồ thị của mình cái dòng M dòng tiếp theo chứa cạnh U, V và trọng số. Vậy thì đọc rồi. Có liên quan đúng không? Con đã trả cổ đâu khi đây em bật xem Happy Birthday ở đâu đây mà xem đầu dưới tủ nhé. Ta có bờ cạnh thì cạnh thì ta đọc vào cái bộ số UV và thằng CUV để cho ta khai báo thêm thằng U và thằng V ở đây để như là đấy. Rồi, ta chạy thử xem sao. Để đầu tiên kiểm tra lỗi xem có cái biến nào chưa khai báo không. Mà báo cái biến nào chưa khai báo, các bạn chờ đợi tí đây thì được bớt lỗi tí nha. Thì quay trở lại cái chương trình chính thì các cái chương trình chính gửi cho tới các bạn. Được không, học cái chủ đề hay thì lại hát thử sổ mũi chán quá. Nó thiếu dấu chấm phẩy ở đâu đây, mà dấu chấm phẩy chỗ nào vậy ta. Thiếu dấu chấm phẩy. Ô chạy luôn, lâu lắm đây thầy cốt mê không cảm giác cốt xong ở đếp 9 cái nó chạy luôn bao ngầu. Mình lên test đề bài nhé. Test đề bài các bạn lấy của cái bài đi tra thôi, tốt nhất thầy gửi qua Zalo. Quên thêm cái đỉnh S, thầy muốn đi từ đỉnh 1 cho đến đỉnh 5 chẳng hạn. Ta thêm đỉnh ST nhé, để ta đưa ra một cái đường đi nhé. Đường đi nhé, thầy lấy cái đỉnh 1 5 này chẳng hạn. Từ đấy đỉnh 1 đến đỉnh 5 xem nó đi đưa ra được cái thằng nào. Sao nó chưa đưa ra gì nữa vậy ta? Ở chương trình chính quên chưa gọi nó, xin lỗi bà con. Nó lo này. Khi gọi chương trình con dạng thủ tục các bạn nhớ có cái tham số này nhé. Không có tham số nó vẫn chạy đúng nhưng mà mỗi cái là nó không ra kết quả đấy. Nó ra trọng số là bằng 17. 17 ta nhìn trên đồ thị nó có ra 17 không nhé. Đúng rồi, đồ thị là đi ra 17 nó sẽ đi qua đỉnh là 13645. 13645 nó đi theo đường màu xanh kia. Đấy. Không ngờ cái thằng Floyd này nó lợi hại như thế này nhá. Đây là có trọng số là có cái đỉnh start và đỉnh finish nhé. Bây giờ thầy thử không vừa rồi thầy sửa lại chỗ này tí.
Thì bên các bạn cài đặt luôn nhé. Tí nữa thầy mới lên làm test cái bài này. Em quên không nghe không gọi nào. Rồi bây giờ thầy mở ra cái các cái thằng thầy duyệt qua tất cả các cái đỉnh để thầy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T. Để thầy tổ chức như thế nào với S bằng 1 này. Chỗ này thầy cho nó trình bày nó kiểu như mảng hai chiều đi cho nó đẹp đẹp tí. Thế này. Xem ra đường đi từ đỉnh S. Rồi. Rồi, với mỗi cái thằng này thì thầy Po thực hiện thằng này sau phát. Sau phát không thì ẩn đi. C-O-N là duyệt qua tất cả các đỉnh S, cứ với đỉnh S, điểm xuất phát từ đỉnh S là bao gồm các cái cục này, sau đó cell and line. Thằng này cũng vậy. Thằng này đây. Để cell and line ra ngoài. Đây thằng cell ra cho nó đẹp đấy, thấy không? Đó. Rồi, để chạy thử xem sao. Ôi trời ơi. Biết độ phức tạp nó bao nhiêu mà nó chạy là vô hạn thế này. Chín đỉnh thì vòng for bên ngoài nó mất 3 vòng. Thằng lập truy vết hình như là nó đang bị lập vô hạn ở trong truy vết hay sao ấy. Mãi chưa ra này. Duyệt qua tất cả các đỉnh. Trời ơi. Sao thầy gọi với mọi cặp đỉnh nó lại không không ra nhỉ? Lạ quá. À không phải nó không ra mà nó đang liệt kê. Có mỗi 9 đỉnh mà. Từ 9 ta có 9 đường. 9981 làm gì có nhiều lắm nhỉ? Xem cái ao nó đang ghi gì ra mà nó đang treo. Các bạn chờ tí nhé. Lạc quan. Tên là Bình. Là mình có 81. Cặp thằng mình. Lát mất rồi. Buồn quá. Trời ơi, có lát rồi. Nên thỉnh thoảng khi đi thi cũng giống như quá trình lập trình, các bạn nhớ làm đến đâu lưu đến đấy nhé. Như thế, để tránh tình trạng các bạn chờ tí nhé. Thằng IDE nó đang stop xe, để thầy stop xe để thoát lại nó phát. À, như vậy thì với cái giải thuật Floyd này như trên thì ta nhận thấy rằng cái việc vừa tìm đường đi ngắn nhất từ S đến T và việc gọi truy vết để đưa ra đường đi từ S đến T. Thứ nhất ta nhận thấy ngay là cái truy vết nó không bị ngược, đúng không? Nó truy vết đường đi nó không bị ngược, nó thuận theo chiều xuôi của mình.
Đó, cái đó là một điều khá thú vị và khi mà ta sử dụng cái mảng truy vết của thằng Floyd. Rồi, các bạn chờ đây vào lại thằng code block nhé. Nó bay màu vẽ đâu. Để chút kiểu cốt vào lớp mình phải lâu quá nên đừng vào bài của thầy đã bay màu nha. Rồi, mà không nhìn thấy bài của nó cả này, là thế nào? Để tìm máy không biết thể lưu lên vừa đúng giấy ở đâu, tôi để thêm lưu vừa đúng giấy đi xem nó lưu ở trong chỗ nào. Ở đây nó lưu ở trong D. Em vậy phải lo của tôi đâu rồi, A B C D E F. Mày quá. Ủa, phải ao thì này nó không biết nó tạo ra cái gì mà lên tới 64 mê. Chắc là cái truy vết nó đưa ra luôn luôn. À, thôi đã thế thì thầy không đưa ra cái đường truy vết này nữa mà thầy chỉ đưa ra đằng trọng số xem sao. Đưa ra mỗi thằng này. Để duyệt qua tất cả các thằng CL ra đằng này. Thì là mỗi thằng trọng số thôi. Đây, chia sẻ màn hình lại. Không vừa lâu vừa thấy đâu. Đây. Rồi, thầy bỏ ra, thầy đưa ra mỗi trọng số mọi đường đi từ E đến T xem nó tìm ra cái gì. Nó chạy luôn mà. Ừ. Sau à, project của thầy bay màu luôn này. À, thầy biết rồi. Cần project. Thầy mời nhập file. Vào project.cpp đây. Rồi vừa thầy ẩn đưa ra đường đi nhé. Để chạy xem. Rồi. Phải input đây. À, này. Đường đi từ đỉnh 1 này đến các đỉnh còn lại. Đấy các bạn nhận thấy bên nó đưa ra được đây. Ồ, hóa ra nó cũng từ đỉnh 1 này, ta thêm chữ gồm cho nó cách nhà đấy này. Thế thì tại sao cái này truy vết nó lại đưa ra? Để đường đi từ đỉnh 1 thì ta có từ đỉnh 1 đến 1 là 0, từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 là 8 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8 này. Đấy. Rồi đường đi bắt đầu từ đỉnh 2 này thì nó đưa ra năn này, nó đưa ra trọng số là 0. Đưa đến các đỉnh còn lại nó bị năn. Như vậy từ 0 đến 0, từ 0 đến 1 nó là năn. Như vậy thì tí nữa ta xử lý cái trường hợp là 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ừ. À, như vậy đường đi từ đỉnh 2, như vậy đỉnh 2 nó không đi được đâu hết nên nó sẽ ao năn. Vậy sẽ ao năn của mình chưa xuống dòng. Chưa sẽ ao năn của mình chưa xuống dòng. À đúng rồi, chưa xuống dòng. Chả trách nó chưa xuống dòng.
chạy lại phát nữa. Đấy. Đỉnh 2 này. Đỉnh 2 thì từ từ 1 đến 1 không có, từ đỉnh 2 đến đỉnh 2 là bằng 0, từ đỉnh 2 đến các đỉnh còn lại không đi đến. À, từ đỉnh 2 đến các đỉnh còn lại không đi đến, ta xem lại trên đồ thị nhé. Từ đỉnh 2 đến các đỉnh còn lại đâu rồi? Đấy, từ đỉnh 2 đến các đỉnh còn lại các bạn nhìn thấy trên đồ thị là nó không đi đến, đúng không? Nên nó bằng 0. Rồi bây giờ ta sang tiếp đường đi từ đỉnh 3. Đấy, từ 3 này. Từ đỉnh 3 đến đỉnh 1 là không có đường đi này, đỉnh 3 đến đỉnh 2, đến đỉnh 3, đến đỉnh 4, đến đỉnh 5, đến đỉnh 6, đỉnh 7, đỉnh 8 không có đường đi. Đó, đồ thị của mình có mấy đỉnh ở file in của này thôi. Có 8 đỉnh. File input đồ thị của này có 8 đỉnh. Rồi tương tự như vậy với các cái đỉnh còn lại, ta đưa ra được các cái đường đi như trên. Thầy cũng chưa hiểu tại sao thầy muốn liệt kê tất cả các a. Trong trường hợp không có đường đi thì nó phải xe năng, tức là nó không đi vào phần truy vết. Tóm lại tí nữa thầy sẽ cải tiến lại một tí. Rồi tóm lại thì từ đây ta nhận thấy rằng ta thêm cái dòng này để ta liệt kê xem là cái đỉnh xuất phát là đỉnh nào. Đấy, để ta nhìn nó cho dễ thôi. À, từ vào cái đặc tính này thì người ta mới bắt đầu cái cửa sổ này. Thầy gửi qua cửa sổ Zoom đi, à cửa sổ Zalo đi. Các bạn nhìn thấy cái file out của nó như này. Thì từ file out của bài toán này thì người ta mới bắt đầu có những cái giải thuật để cải tiến trên đồ thị này. Ví dụ, không phải giải thuật, đó người ta sẽ có những câu hỏi có tính chất mới trên đồ thị. Tất nhiên thì trong đi thi không có ai bảo em hãy cài đặt giải thuật Floyd để tìm đường đi ngắn nhất đến mọi cặp đỉnh. Nếu mà như thế thì buồn cười quá, đúng không? Bây giờ thì người ta có một cái tổng chi phí là x đồng. Bây giờ thì người ta sẽ thực hỏi rằng là người ta có bao nhiêu cách chọn ra hai thành phố để cái đường đi đó tiêu đúng hết x đồng. Đấy. Giả sử như x của thầy B cho bằng 8. À thì thầy thấy rằng là có đường đi từ đỉnh 3 cho đến đỉnh 1, 2, 3, 4. Đấy, từ 3 đến 4 là một cặp này. Thầy xem có chỗ thằng nào bằng 8 nữa không? Ờ, sao mấy thằng này đều không có vậy ta? Có mỗi thằng bằng 8 này. Đây, đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 cũng có chi phí bằng 8. À, như vậy ta có hai cách chọn. Đó là đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 hoặc là đi từ đỉnh 3 cho đến đỉnh 4 thì có chi phí bằng 8. Đấy, vậy thì thầy được phép chọn ra hai người này. Vậy thì khi mà mình nhìn thấy bài toán này, nó quay về bài toán giống như là cho một số các đỉnh trên đồ thị có một số các đường đi có hướng, có các cái cung, có trọng số. Người ta yêu cầu các bạn là các bạn nhìn cái test nhé. Đấy, đây trên test của mình ấy, là có bây giờ thì cho giá trị x bằng 8, người ta hỏi là bây giờ người ta đếm xem số lượng cặp đỉnh mà có đường đi ngắn nhất bằng 8. Đấy. Thì khi để số lượng cặp đỉnh có đường đi ngắn nhất bằng 8. Vậy thì nếu bây giờ ta mà nghĩ ngay là tìm đường đi ngắn nhất, nếu nó mà bằng 8 thì đưa nó ra, nó cũng là một cách. Nhưng vậy thì làm sao mà tìm được với mọi cặp đỉnh? Vậy thì ta nhận thấy với mọi cặp đỉnh chỉ có Floyd là nhanh nhất tới thời điểm này. Vậy khi áp dụng vào thằng Floyd, cái ta thu được thằng CUV lưu đường đi ngắn nhất từ thằng đỉnh U cho đến đỉnh V. Vậy thì để với một cái tham số x là số lượng tờ tiền mà số lượng tiền mà ban tổ chức cho, vậy thì về bản chất của bài toán là đếm trên cái mảng CUV có bao nhiêu thằng có giá trị bằng x. Nếu có bao nhiêu thằng có giá trị bằng x, đó chính là số lượng cặp ta chọn được. Sau đó lưu ý rằng việc chọn thằng 18 và chọn thằng 81 là hai câu chuyện khác nhau nhé. Bởi vì trên đồ thị có hướng thì hai cái đường đi nó là khác nhau, thì hai đường đi nó theo hai cung khác nhau mà. Một cái đi theo từ S đến T, một cái đi từ T về S, nó được tính là khác nhau nên nó không phải chia đôi. Nó không bị tính là hai lần mà nó là hai cái khác nhau. Vì từ đường đi từ đỉnh 1 về đỉnh 3 thì nó đi 1 2 3. Nhưng để đi từ 3 về 1 nó đi về 3 4 1 cơ. Đấy, nên nó là hai đường đi khác nhau có cùng trọng số bằng 8 chẳng hạn. Vậy thì từ cái viện ở đây thì ta thấy đi từ 3 về đỉnh 1 2 3 4 có trọng số bằng 8.
đi từ đỉnh 1 về đỉnh 1, 2, đi về đỉnh 2 có trọng số bằng 8. Đấy. Vậy thì người ta sẽ biến thể thành là cho một cái đồ thị và người ta yêu cầu là người ta cho x đồng, người ta muốn chọn ra một số cặp đỉnh sao cho cái đường đi ngắn nhất giữa hai cái đỉnh được chọn là tiêu hết đúng x đồng. Đấy. Và người ta hỏi là số lượng đỉnh chọn được là bao nhiêu. Vậy thì ta áp dụng giải thuật Floyd trên thì ta thu được cái thằng CUV và ta quay về ra đếm số lượng phần tử CUV có giá trị bằng x nhé. Rồi, trên đây là giải thuật của Floyd để giải thuật cho cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa từ đỉnh S từ đỉnh U cho đến đỉnh V trên đồ thị, trong đó UV trên UV là mà các đỉnh trên đồ thị. Trong đó thì ta có giải thuật Floyd để tìm để trả lời cho cái bài toán này. Và tới thời điểm này thì thầy tin chắc các bạn nhận thấy rằng giải thuật Floyd dễ cài đặt hơn tất cả các giải thuật đồ thị mà trước đây mà hai phần trước ta dùng Dijkstra và Foreman và Dijkstra thì thằng Floyd này dễ cài đặt hơn nhiều. Đấy, và nó tường minh rõ ràng hơn nhiều. Ban đầu ta mặc định rằng đường đi từ U đến V là đường đi trực tiếp nên ta có chê của UV bằng V. Sau đó ta duyệt qua tất cả các đỉnh giữa thì nếu đường đi từ U cho đến đỉnh giữa cộng với đường đi từ đỉnh giữa cho đến đỉnh V mà nhỏ hơn đường đi từ U đến V thì ta đi qua đỉnh giữa đấy, nên ta gắn chê của đi từ U đến V bằng chê từ U đến đỉnh giữa đấy. Sau đó ta đưa các cái đỉnh kia đi qua. Lưu ý rằng với mỗi bài toán khác nhau, nếu bộ số ST người ta cho làm một bộ số như bài toán Foreman ấy thì các bạn chỉ xeo thằng CST ra là xong nhé, và đưa ra cái đường đi. Còn nếu mà người ta hỏi liệt kê tất cả các đường đi thì các bạn for S for T và ta xeo ra thằng CST. Lưu ý rằng là nếu không có đường đi từ S đến T thì thằng CST nó bằng cái giá trị vô cùng lớn mà mình đã khởi tạo. Như vậy thì trên đây thầy trò mình đã tùy biến được cái giải thuật Foreman để giải quyết cái bài toán tìm mọi đường đi ngắn nhất giữa tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh nhé. Và ở đây thì ta có hai ví dụ. Nếu ta gọi ST là một bộ số cụ thể thì ta sẽ đưa ra được đường đi ngắn nhất, trọng số của đường đi ngắn nhất và một đường đi ngắn nhất đưa ra. Còn nếu ta không có đỉnh S và đỉnh T đấy, nếu không có đỉnh S và đỉnh T thì ta sẽ đưa ra được tất cả các cái trọng số đưa ra được. Vậy thì thầy lấy luôn cái trọng số ở đây thầy. Chỗ này thôi, thầy cứ copy cái output này, nó hơi xấu một tí cũng được. Thầy copy cái output đó vào đây cho mọi người quan sát luôn cho nó tổng quan, để cho cái bài toán đi tìm bài toán Floyd. Sau này thì khi mà các em dùng Floyd quen rồi ấy, thì ta thấy mọi bài toán tìm đường đi ngắn nhất các em có thể sử dụng Floyd. Thực tế thì độ phức tạp của giải thuật Floyd nhìn cái thì các bạn nhận thấy ngay là độ phức tạp là ON√3. Vậy thì không phải trong mọi trường hợp giải thuật Floyd này là tối ưu, nhưng nó sẽ rất tốt trong trường hợp khi có rất nhiều truy vấn liên quan tới đỉnh S và đỉnh T. Thì áp dụng Floyd trong pháp ta thu được cái thằng CUV rồi. Thì khi đó với mỗi truy vấn tìm đường đi ngắn nhất từ S đến T hoặc với trong cái quá trình cập nhật theo ý tưởng của giải thuật nào đó muốn lấy được đường đi ngắn nhất từ hai đỉnh bất kỳ để làm một bài toán mới thì thằng CUV nó trả cho mình luôn rồi. Đấy. Nên độ phức tạp của nó tương đương khoảng tầm N√3. Với cái chi phí như thế thì thầy nghĩ là chấp nhận được so với việc thầy cho mình chạy bằng cơm là thầy cho mình hình như khi nãy cái giải thuật kia của thầy ở đây nó ở dưới này chứ nhỉ, cứ tưởng nó không lưu mấy quá đấy, còn hơn so với việc là ta duyệt n lần xong gọi Dijkstra đúng không, hoặc là ta duyệt n bình lần gọi Foreman, thì những cái đó chưa phải là cách tốt nhất để giải quyết bài toán này. Như vậy thì ở cái buổi học ngày hôm nay thì thầy đã hướng dẫn các bạn để làm việc quen với giải thuật Floyd và để tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh.
Và các em nên nhớ rằng với khi có nhu cầu tìm được tất cả các đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh, ta nên áp dụng giải thuật Floyd vì hai lý do: một, độ phức tạp của nó tốt; hai, nó dễ cài đặt; ba là sau khi chạy xong giải thuật Floyd, ta thu được mảng CUV lưu trọng số đường đi ngắn nhất giữa mọi đỉnh U với đỉnh V. Khi đó muốn lấy đường đi ngắn nhất giữa đỉnh U và đỉnh V nào đó ra, ta chỉ việc xe nó ra hoặc mang nó vào trong một bài toán mới. Vậy thì từ cái bài toán Floyd cơ sở này, người ta sẽ biến thể thành các bài toán mới như khi nãy thầy nói. Bây giờ người ta cho x đồng, người ta muốn đếm số lượng cặp đỉnh có đường đi ngắn nhất bằng x. Đấy. Thì khi đó mình sẽ phải áp dụng Floyd để tìm được đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh. Ta thu được mảng CUV, ta duyệt trên mảng CUV. Nếu nó mà bằng giá trị x thì ta tăng biến đếm lên. Đấy. Bài toán nó rất nhẹ nhàng thế thôi. Rồi sau đó người ta lại hỏi những cái điều kiện ràng buộc khác khác nữa. Đấy, trong các cái đường đi như thế thì những cái đường đi nào mà không đi qua một cái đỉnh ta gọi là đỉnh bị cấm chẳng hạn. Đấy, người ta lên cho giá trị P và lần lượt các cái đỉnh P1, P2, P3 là các đỉnh bị cấm. Bây giờ người ta vẫn tìm đường đi ngắn nhất mà mình vẫn được đi qua tất cả các đỉnh rồi. Sau đó bây giờ người ta bảo là sau khi thực hiện xong rồi, bây giờ người ta mới cấm một số các đỉnh sau đây. Thì bây giờ trong các cái cấu hình, trong các cái cặp đường đi ngắn nhất từ đỉnh U đến đỉnh V ấy, trong quá trình mình chơi mà mình đưa ra được một đường đi, nếu đường đi đấy mà chứa một đỉnh bị cấm thì mình return ra ngoài luôn để tìm đường đi ngắn nhất khác. Đấy, thì khi đó ta cũng thằng CUV của mình nó sẽ vẫn bằng thằng INF, bởi vì cái đường đi đó nó đi qua một đỉnh bị cấm. Thì đó là một cái bài toán mở rộng. Và cứ thế người ta sẽ thêm các cái điều kiện là thêm đỉnh bị cấm này, xóa đi cạnh này, rồi thêm cạnh vào này, rồi thay đổi trọng số theo thời gian thực này. Đấy, người ta cứ cập nhật trọng số, sau đó người ta lại hỏi, cập nhật trọng số xong người ta lại hỏi. Đấy. Thì hoặc là người ta đảo chiều tại một thời điểm, mỗi chiều của cái về cung nó bị lật ngược lại, sau đó người ta hỏi là với x đồng này thì các nếu với mỗi đỉnh được chi đưa chi phí là x đồng thì họ đến thăm được những có thể thăm được những người bạn nào. Thì vậy thì mình gọi ngay Floyd phát thì nó tìm đường đi ngắn nhất từ thằng này đến tất cả các thằng khác. Rồi từ thằng khác lại Floyd một phát, từ thằng khác quay trở lại tất cả những thằng này thì nó sẽ trả về ra ngay được thằng CUV. Đấy. Vậy vừa nói xong lại hát hơi tiếc. Thầy cứ tưởng hết rồi. Thầy vừa là pam ngay một viên thuốc rồi nhưng mà vẫn không khá hơn. Rồi, bây giờ thầy sẽ gửi tới các bạn cái giải thuật này. Rồi, tới thời điểm hôm nay cũng là các bạn cảm ơn cô Nhung và cảm ơn các bạn đã tham dự buổi học ngày hôm nay với giải thuật Floyd. Thầy đề nghị các bạn ở trong lớp các em cốt được giải thuật Floyd và các bạn gửi qua nhóm. Thôi thì để tí nữa thầy tạo ra cái test đề bài xong mọi người nộp bài lên trên server nhé. Thầy hy vọng rằng các em học sinh và cô giáo cũng nộp được cái giải thuật này lên trên server để thầy cho mình chắc chắn rằng khi đã học giải thuật của nó rồi ta phải cài đặt được nó, quên mất chưa thêm cốt vào. Vâng, xin chào cô Nhung ạ. Quên mất phải chưa đưa cốt vào. Và thầy chào Thuận nhé. Thầy chào Phát. Các bạn cố gắng nhé. Các bạn làm bài và nộp bài lên server theo test của đề bài nhé. Chạy ra được test đề bài là thành công mỹ mãn. Thầy sẽ khỏe ngay. Sáng mai thầy khỏe như voi ngoài chiến. Có mỗi cái thời tiết này hơi chán đời. Thầy chào Luân. Thầy gửi cái file bài này lên trên server cho các em cùng cài đặt nhé. Cố gắng lên. Cái nội dung này nó đang nằm trong nội dung của thi cấp tỉnh và thi lập đội tuyển cấp quốc gia. Nên thầy sẽ cố gắng update cho các bạn nhiều nhất có thể.
Cái áo đây cho cả nhà để nói tiếng tay bật cái gửi lại cái file này đấy với mọi người xong. Rồi thì chào cả nhà nhé. Thế ở đây. Chỗ nào về.